Báo cáo quý vị, hôm nay đang là buổi chiều ngày 22 tháng 7 năm 2024 và đây là buổi đang thầy giáo đang giảng cho các bạn từ 6 đến 8 tuổi trong thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ lưu lại cái hình ảnh lưu niệm một chút nhá. Thầy nhắc lại này. Bây giờ các bạn hỏi thầy đi. Ví dụ là gì? Ni chín thiên chấm mấy dạng? Nào, bạn Thiên An. Nì chín thiên tức là hôm nay nhá. Nì là người đang nói đối diện với mình. Nì chín thiên chấm mấy dạng? Chứ chấm mấy dạng tức là như thế nào nhá. Nào, bạn Thiên An nói lại này. Nì chín thiên chấm mấy dạng? Hào, nào bạn Tuấn, A Chuyên. Nì chín thiên chấm mấy dạng? Hào, nì chín thiên chấm mấy dạng? Mở màn thế nhá, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học ngày hôm nay bằng một cái ca khúc rất là vui nhộn. Wo de peng you zai na li? Wo de là cái gì đó của mình nhá. Peng you là bạn này, tức là bạn bè của tôi. Zai na li là ở đâu nhá. Bạn bè của tôi ở đâu? Nào các bạn cùng đọc cái câu đấy nhá. Wo de peng you zai na li? Người ta khoảng hiểu trai nó lì là bạn của tôi ở đâu nhá. Để thầy với mở cái bài hát đó cho các bạn xem nhá. Để thầy chia sẻ màn hình nhá. Người ta khoảng hiểu trai nó lì. Đây các bạn ơi, đây bắt đầu nhá. Đây là nó đang kết quảng cáo rồi. Tại nhà hủ ái cơ. Của tập phóng nhỏ chạy ná lì. Của tập phóng nhỏ chạy ná lì. Nào các bạn ơi, bây giờ nhé, đầu tiên các bạn ấy sẽ hát là Yi a san shi wu li hu xi. Yi a san shi wu li hu xi. Tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nào bây giờ bạn Tuấn sẽ đọc câu đấy nhá. Yi a san shi wu li hu xi. Nào bạn Thiên An, chúng ta chưa cần hát đâu, chúng ta đọc trước nhé. Yi er san zi wu liu xi. Yi er san zi wu liu xi. Đại ý thế nhá, tại vì trong cái lời bài hát này thì đôi khi cái hát ấy nó để do nó theo nhạc nó có thể hơi cái âm nó hơi khác chút thì không sao. Bây giờ chúng ta sẽ lại hát cái câu đấy nhá. Yi er san zi wu liu xi. Nào. Xin lỗi nhé. Thế nhá. Được rồi, cái nhạc ấy là thầy đã gửi cái băng này vào nhóm rồi. Các bạn sẽ luyện tiếp nhá. Và chúng ta lại học tiếp cái câu tiếp theo này. Cái đấy nó chỉ là đệm thôi nhá. Y a san shi wu liu xi xong tiếp theo này. Wo men 我的朋友在哪里? Nào các bạn cùng đọc đi. 我的朋友在哪里? 我的朋友在哪里? Thế thầy hỏi các bạn nhớ nữa nhá. Là sao là 朋友 là gì? Bạn Thiên An, 朋友 là gì? Là bạn bè. Đúng rồi. Thế bạn Tuấn, 我的 là gì? Còn Tuấn ơi, của là tôi, còn của tơ nghĩa là gì? Của tơ là gì? Là cái gì thuộc về sở hữu đấy. Của tơ là của tôi nhá. Đấy, thế thì cho chúng ta phải thấy là cái chữ đấy của nó. Đúng rồi, bạn bè của tôi, đúng rồi, bạn Tuấn trả lời đúng. Vậy thì của tơ, phóng dầu, tức là bạn bè của tôi nhá. Xin lỗi, để thầy cho bạn làm gian vậy nhá.
ra ni họ nào nào bạn ra vào lớp đi nha. Chúng ta lại cùng ngày hôm nay là thầy sẽ giảng rất là nhiều đấy, nhưng mà mở màn chúng ta nghe hát nghe cho nó dễ chịu nha. Nào bạn gian, nào các bạn trật tự ý để thầy mở lại bài hát nhá. Như vậy chúng ta sẽ thấy là trong cái lời bài hát sau khi nói là i a san si wo liu xi, đọc từ 1 đến 7 xong sau có câu là wo de peng you zai na li, tức là gì, bạn bè của tôi đang ở đâu nhá, zai na li. Nào các bạn, bạn Thiên An sẽ nói này, zai na li, zai na li. Nào bạn Tuấn đâu, zai na li. Ờ, nào bạn ra nói nào, chai nả lì. Chai nả lì. Cái chữ chai nả lì là ở đâu? Còn tất nhiên là cũng có một cái cách hỏi khác là chai nả. Chai nả, nếu mà người Đài Loan thì người ta hay thích nói chai nả lì, người Bắc Kinh sẽ nói là chai nả. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ học một cái thì nó lại ra cái kia, không không nó gần giống nhau mà nhá. Chai nả lì. Thế ví dụ như là chúng ta sẽ chuyển sang một cái câu khác là con chó của tôi đang ở đâu? Wo de gou zai na li. Nào bạn bạn Tuấn sẽ nói câu này nhé. Wo de xiao gou zai na li. Wo de xiao gou zai na li. Bạn Tuấn nói rất là chuẩn. Bây giờ đến bạn Thiên An nhá. Bạn Thiên An sẽ nói là con mèo nhỏ của tôi ở đâu này? Wo de xiao mao zai na li. Wo de xiao mao zai na li. Bây giờ bạn Gian sẽ nói nhá. Quyển sách của tôi ở đâu này? Wo de shu zai na li. Rồi, hoặc là chúng ta có thể nói nó cụ thể là wo de ben shu zai na li. Nào bạn Thiên An nói lại, wo de ben shu zai na li. Rồi, thế nhá, bây giờ chúng ta lại nghe tiếp này. Các bạn có thấy nhá, họ sẽ trả lời là chai na li, chai na li, tức là ở đâu nhá. Và cuối cùng họ trả lời là gì, wo de peng you zai zhe li, tức là cái bạn bè tôi đang ở đây. Thế thì bây giờ nhá, vừa nãy bạn Tuấn đang hỏi là con chó của tôi ở đâu, bây giờ chúng ta sẽ chữa lại. Bạn Tuấn sẽ trả lời là, con chó của tôi ở đây này, wo de xiao gou zai zhe li. Nào bạn Tuấn đọc, wo de xiao gou. Đấy là bạn đang đặt câu hỏi bạn Tuấn ơi. Bây giờ bạn sẽ trả lời mà thầy vừa nãy là bạn đã hỏi rồi, bây giờ thầy sẽ trả lời, bạn sẽ trả lời lại nhé, là wo de xiao gou, tức là con chó của tôi này, zai zhe li, đang ở đây nhá. Nào bạn Tuấn đọc đi. Wo de xiao gou zai zhe li. Bạn Tuấn đọc rất tốt. Bây giờ bạn Thiên An nhá, đến lượt bạn là cái con mèo nhỏ của bạn nhá. Nếu như là lúc ví dụ ai lúc lúc với hỏi là bạn là đi ta xéo cẩu, đi ta xéo mao chai ná lì, giả sử mẹ mẹ có hỏi là Thiên An ơi, Thiên An đi ta xéo mao chai ná lì, thế thì bạn sẽ trả lời là wo ta xéo mao chai chưa lì. Nào bạn Thiên An trả lời đi, wo ta xéo mao chai chưa lì. Wo ta xéo mao chai chưa lì. Các bạn đọc thỉnh thoảng là nó chưa chính xác, nhưng mà không sao nhá. Lúc đầu chúng ta như thế là rất tốt rồi. Bây giờ đến bạn Gia An này. Gia An ví dụ như lúc nãy là ý hỏi là Nì Tà Nì Tà Bần Thiên An Gia An, Gia An này, Nì Tà Bần Su Chai Nà Lì, cái quyển sách của bạn đâu? Và bạn sẽ nói là Wà Tà Bần Su Chai Chơ Lì. Nào bạn Gia An.
Chai chơi lì. Chai chơi lì. Nào bạn vào nói ba chữ cuối. Chai chơi lì. Chai chơi lì. Chai chơi lì tốt rồi.